Lại lắm lông là mắc tiền lắm. Mèo đây đây đây. À, để nặng cơ. Thôi kệ nó đi. Ở đâu xuống này tám cổ con mèo rồi vậy đó. Mèo. Mèo. Đi về, đi vô lại, đi xuống ăn cơm. Xuống ăn cơm mà. Đi xuống ăn cơm. Mèo. Nhà heo có những cái động vật đấy heo. Đi. Mèo mới khó lớn thì là nhiều. Đi. Dưới này cho ăn cơm mà. Đi xuống đây. Nhìn nó cắn cổ con mèo kìa. Nó cắn đi đâu, nó cắn cổ tới đó kìa. Cắn đi tí thì nó cắn lại cho. Rồi là cần cần khác khác. La ở mày. Mèo. Mèo. Thôi, ở đó là cho ăn cơm này. Lại đây, lại đây. Lại đây. Cho mẹ ăn cơm. Con chó nó tên gì nhỉ? Chụ. Con không, con bé nó đặt tên là gì ấy? Đặt tên trụn đó. Trụn à? Đặt là tên là trụn. Đây là con mèo nha mọi người ơi. Con mèo này tên là gì nhỉ? Nè, con mèo này tên gì? Tên gì? Nó tên lợn. Nó tên lợn hả? Đúng rồi, anh nhìn nó coi, mẹ đang chuẩn bị cho cả một tô đồ ăn thế kia, không phải con lợn là con gì? Mập như con heo á, trời ơi. Biết không? Nhìn đó, nhìn con cái bụng của nó kìa. Nhìn nhìn cái bụng của nó không mình đủ biết rồi. Sướng, sướng, anh đang sướng. Ý da, đang sướng. Trời ơi, cái hôm người một người dơ, mẹ đi mẹ tắm cho nó mà nó kêu. Anh đang sướng. Đang phê không thèm ăn luôn. Mẹ gõ coi nó có lại không ăn không. Đói, để mẹ lấy cá nữa. Lấy cá cho nó này. Gửi cho Hoàng Anh nha. To bằng cái đùi thành luôn đó. Thật đấy, nó to như thế này nè. Gãi, ngứa. Ý là tại sao mà chó với mèo nhà heo nó vẫn quấn em vậy? Không biết. Trong khi em có làm được cái gì cho bọn nó đâu. Mèo. Cả chó và mèo nó đều quấn em. Hello các bạn đi. Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của TN91. Mình là mèo đây. Mình là mèo heo đây. À, mình là heo đây. Trời ơi, cái đầu giúp còn lúc còn lấm than nào kìa. Thằng Anh, con này nó to bằng cái đùi của anh Thành luôn á. Nó to bằng cái đùi anh Thành, nó to hơn cái đùi anh Thành luôn á. Này, này so này. Bởi con này chắc già lắm rồi. Đang ngứa gãy. Wow. Nhìn như một con heo vậy đó. Nó có một tí cơm vậy chứ mà mình phải là một con cá. Cá nó ăn hết à. Nó gãy là nó đòi ăn rồi đó. Ư, con chó xuống cắn nhau rồi. Nó đói bụng á. Nó cắn nhau con chó kìa. Tôi thui rồi thằng Anh. Chị không thấy được, tôi thui à. Nó sao nó lại quấn quanh em đòi ăn vậy? Mèo mèo mèo. Đây nè, đây nè. Thấy rồi. Giật cái lông đó. Chạy, úi chạy rồi. Lên đây ăn này. Đâu? Để ở dưới cho nó ăn chứ. Để ở dưới là con chó kia nó ăn. Ồ vậy hả? Con chó kia nó không ăn cá được. Nó mà ăn cá là nó ra bụng. Đây là con mèo mà nó chuẩn bị ăn cơm nha các bạn. Nó chuẩn bị ăn cơm thì nó sẽ cứ gãi vô chân người ta vậy đó. Cứ người nào mà nó muốn ăn nó là bắt đầu. Nó gãi. Gãi đi rồi tao cho mày ăn. Gãi đi, cả đi. Đi phè phỡn đã xong bây giờ về rồi ăn nữa. Vậy mà cứ ra ngoài đường á, chờ con bé về đi làm về. Ra ngoài đường đứng ngó hả? Ra ngoài đường đứng ngó hả? Ủa, mẹ, cái ấm nước mày mẹ dùng rồi, cái ấm nước kia có dùng không? Ấm nước kia con bé nó đem nó đổ bỏ cái bãi vô, nó nóng á, nó đang đầu. Nhưng mà còn dùng không? Còn chứ. Đang tính lấy cái ấm nó cho chị Mai. Chó nào?
Mẹ điện thoại. Ấm nước đó cho chị Mai á. Ấm nước này hả? Ừ. Ờ, cho ai cô? Cho chị Mai. Chị Mai nè. Chị Mai, cái chị hôm bữa cắm hoa dùng cái gì thoa đó. Chứ sao bố mẹ không dùng đấy nè. Đây nè, đây có một cái nè, dùng cái này nè, đâu có dùng cái đó đâu. Bởi vậy heo cứ đem phải lắm đi. Không phải, bữa chị Mai xin. Thế cái sạc của nó đâu? Không biết con bé nó để đâu á. Hơi, mèo bận ăn đây. Xin chào tạm biệt các bạn đi. Bye bye. Mèo. Bye bye các bạn đi. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn nha.